Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Chín giờ tối, bác sĩ Thành gọi xe cho ông Trung quay trở về khách sạn. Khi đưa ông Trung ra xe, vẫn là chiếc Mercedes đã đón hai bác con ông Trung hồi chiều. Ông Trung giật mình. Lại nữa à? Bác sĩ Thành cười cười. An ninh gần đây vào buổi tối không được tốt. Tôi cũng chỉ quen biết với tay tài xế này thôi. Nhìn thì có vẻ bặm trợn, chứ anh ta được việc lắm. Để anh ta chở ông về tôi yên tâm hơn. Với nữa người này cũng biết khách sạn ông đang ở rồi. Ông Trung đáp. Trông lái xe thế này chắc cũng chẳng ai dám gây sự. Thế thôi tôi về. Con bé Dung đành phải làm phiền cậu. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy con bé nói chuyện với người khác mà vui vẻ thế đấy. Có gì cứ alo cho tôi. Chào cậu nhé. Bác sĩ Thành gật đầu, mở cửa xe cho ông Trung, dùng tiếng Anh nói chuyện với tài xế đầu chọc. Gã tài xế mặt ngầu chỉ gật gật rồi làm dấu ok. Chiếc xe lăn bánh đưa ông Trung quay về khách sạn Aratorial, Singapore. Trở lại trong nhà, lúc này Vũ, Dung và My đang cùng nhau dọn dẹp và rửa bát đĩa. Thấy bác sĩ Thành, Vũ bước lại gần và khẽ hỏi. Anh say à? Có một chút, nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Không giống cái hôm ở trung tâm thương mại đâu. Cậu đừng có lo. Vũ nhìn về phía bồn rửa bát nơi Dung và My đang vừa rửa bát vừa nói chuyện. Đảm bảo không để Dung nghe thấy, Vũ tiếp. Không say sao anh lại mời người ta ở lại đây? Anh quên mất là hiện giờ chúng ta đang ở đâu à? Cho dù lão hổ có thoải mái, nhưng việc để Dung ở đây có thể sẽ khiến cho Dung gặp rắc rối. Chưa kể đến, biết đâu Dung phát hiện chuyện gì thì sao? Những gì cậu nói anh đều biết. Tuy nhiên, không cần suy nghĩ quá nhiều như thế đâu. Cô bé cũng chỉ ở lại đây với chúng ta 2 ngày thôi. Với nữa phố tàu là địa bàn của lão hổ, sẽ không có gì nguy hiểm một khi chúng ta còn ở đây. Ngoài ra lý do khiến anh mời cô bé ở lại cũng là muốn giúp Dung và em trở nên thân thiện, gần gũi với nhau hơn. Anh là người lớn, chỉ cần nhìn anh cũng biết Dung vẫn đang rất áy náy mỗi khi đối diện với em. Em cũng không muốn cô bé đó mãi sống trong sự mặc cảm vì những gì đã gây ra với em, phải không? Vũ gật đầu, bác sĩ Thành tiếp. Chính vì thế, nhân dịp này mấy đứa cứ vui chơi thoải mái đi. Anh nghiệm ra rồi, dù có thế nào thì tinh thần vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Chỉ cần vui vẻ, tự khắc mọi việc sẽ thuận lợi. Còn vấn đề phía lão hổ, ngay bây giờ anh sẽ gọi điện xin phép ông ta. Bác sĩ Thành vào phòng riêng gọi điện thoại. Vũ định bê đồ ra chỗ cửa thì Dung chạy vội lại. Dung nói. Không được đâu, để đón tôi bê. Cậu quên mất là mình đang bị thương à? Chỉ là mấy cái đĩa thôi mà, tôi có thể cầm được. Dung lắc đầu. Mấy cái cũng không được. Tốt nhất cậu cứ ngồi đó, không phải làm gì hết. My cười. Chị Dung nói đúng đấy, Vũ cứ để đấy cho chúng tớ. Chị Dung đem ra đây em rửa nốt nhé. Sau bữa cơm, có vẻ như Dung và My đã nói chuyện thân thiết với nhau hơn. Chẳng biết trong bếp họ nói gì, mà thi thoảng lại thấy cả hai cười khúc khích. Một lúc sau, bác sĩ Thành đi ra, Vũ hỏi. Sao rồi hai? Lão hổ nói thế nào? Làm bộ mặt trầm ngâm lo lắng, bác sĩ Thành cúi gằm, sau đó ngẩng lên nhìn Vũ và cười lớn. Lão hổ đồng ý rồi. Chưa hết, ngày mai còn có cả A Ngưu và Lý Cảnh đi cùng chúng ta nữa. A Ngưu sẽ làm hướng dẫn viên cho chúng ta. Còn Lý Cảnh, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Singapore. Cậu cũng rất háo hức muốn tham quan, khám phá nơi này. Ghé tai Vũ, bác sĩ Thành nói nhỏ. Cơ mà, sẽ có vài người đi theo để bảo vệ. Đi theo bí mật thôi, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Thế mà anh làm bộ mặt, tưởng đâu xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Lát nữa anh gọi điện xem bác Trung về đến khách sạn chưa nhé. Em vào phòng trước đây. Bác sĩ Thành hỏi. Thế không lại nói chuyện với các bạn à? Cái thằng đến lạ. Vào trong phòng của mình, đóng cửa lại, Vũ Hạng ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Đây có lẽ là khoảng thời gian thư thái, thoải mái nhất của Vũ. Nhớ tới bố mẹ và anh trai, Vũ nhìn lên trần nhà khẽ mỉm cười và tự nhủ. Mọi người yên tâm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi con sẽ về. Sáng ngày hôm sau, tất cả đều dậy rất sớm, nhưng sớm nhất vẫn là Vũ. Cho dù ở đâu thì Vũ vẫn giữ đúng nếp sinh hoạt và tập luyện mỗi ngày. Dậy từ 5 giờ sáng, mất gần nửa tháng Vũ mới có thể đi lại. Cũng nhờ vào thuốc của Lý Cảnh nên vết chém trước ngực nhanh lành lại hơn. Vũ chưa thể tập luyện cường độ cao, nhưng khởi động cùng các bài tập nhẹ nhàng sẽ giúp cơ thể trở lại đúng guồng quay sau thời gian nằm im một chỗ. Dung tỉnh giấc vào lúc 6 giờ sáng. Mặc dù đêm qua Dung và My nói chuyện với nhau tới tận nửa đêm, thế nhưng do háo hức hôm nay được đi chơi nên Dung dậy khá sớm. Lúc Dung ra khỏi phòng, bác sĩ Thành và My vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy tiếng động bên hông nhà, Dung tò mò kéo rèm nhìn qua cửa kính thì nhìn thấy Vũ đang tập thể dục phía ngoài. Quay lưng về phía Dung, Vũ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, quần đùi, chân trần trên bãi cỏ. Ngay khi gặp lại Vũ sau 4 tháng, Dung đã rất bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình của Vũ. Lúc ở Việt Nam, vốn dĩ Vũ đã là một người cao to hơn so với số tuổi. Nhưng thực sự, Dung không ngờ được rằng chỉ một thời gian bên Sinh mà ngoại hình của Vũ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Không chỉ cao lớn hơn mà cơ bắp cũng rắn chắc, cuồn cuộn hơn cả trước kia. Khi ông Trung hỏi về điều này, bác sĩ Thành có nói đó là vì Vũ tập luyện chăm chỉ hơn người bình thường với cường độ gấp đôi. Vũ muốn có một thể trạng thật tốt nhằm giúp cho việc điều trị trở nên thuận lợi. Cũng vì vậy mà phía bệnh viện sợ Vũ tập quá sức nên mới cho hai người 3 ngày nghỉ ngơi. Sau đó mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dung cứ đứng đó mê mẩn ngắm Vũ từ phía sau. Nhìn mồ hôi thấm vào chiếc áo, nhìn những chuyển động cơ thể của Vũ sau mỗi động tác mà Dung khẽ đỏ mặt. Bất ngờ Vũ quay lại vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Và đúng như vậy, sau tấm kính cửa, Vũ thấy Dung đang đứng đó. Vũ ngập ngừng khẽ cười chào Dung, nhưng Vũ không để ý rằng chiếc quần đùi mình đang mặc có hơi chật. Chật là bởi đây là quần bác sĩ Thành mua theo size của anh ta. Và khi tập luyện ra mồ hôi, quần áo dính mồ hôi lại càng bám vào cơ thể. Và thế là thay vì đang nhìn phía trên, Dung vô tình nhìn về chỗ không nên nhìn. Vũ càng bước lại gần thì Dung lại càng đỏ mặt, lùi về phía sau. Dung không nói gì, vội quay lưng bước nhanh về phòng. Vũ cũng không để ý, đoán mọi người đã dậy nên Vũ trở vào trong nhà tính đi tắm qua rồi thay quần áo. Nói là tắm, thế nhưng mấy hôm nay Vũ cũng chỉ có thể xả nước qua loa. Vừa bước vào nhà thì Vũ gặp bác sĩ Thành cũng mới dậy. Đi từ trong phòng ra bên ngoài, thấy Vũ, bác sĩ Thành giật mình. Nhìn Vũ từ trên xuống dưới, bác sĩ Thành ngó nghiêng xem hai cô gái nhỏ đã ai dậy chưa. Không thấy ai, bác sĩ Thành nói. Ôi mẹ ơi, vừa mới đỡ được một chút đã lại tập đổ hết cả mồ hôi thế này á. Ánh mắt vô tình cũng đập vào cái thứ của nợ đang lồi ra phía sau lớp quần đùi có phần chật trội. Bác sĩ Thành tròn mắt, há hốc mồm. Cậu nhét cái gì trong đấy đấy? Nhét cái gì là nhét cái gì ạ? Chỉ tay xuống bên dưới, bác sĩ Thành cười cười. Cái này này, thằng khốn, mày làm anh thấy tự ti quá đấy. Đi vào đi, không hai đứa kia nó dạy nó nhìn thấy lại ngất ra đây bây giờ. Chẳng trách cái đám y tá bệnh viện nó đặt biệt danh cho chú mày là quả bom xích. Mấy con đấy tinh mắt thật đấy, hãi hồn. Chạy vội vào phòng, đóng sập cửa lại, đứng dựa lưng vào cánh cửa mặt đỏ bừng bừng, hơi thở có phần gấp gáp. Đưa tay lên ngực khẽ áp chặt bàn tay lại. Dung nhắm mắt, lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh về Vũ đang hiện ra trong đầu. Chị sao đấy? Dung giật mình khi My ngồi trên giường hỏi. Dung ấp úng đáp. Không sao, không sao. Mình không sao cả. Cậu dậy rồi đấy à? Nhìn chị đổ cả mồ hôi ra kìa. Phòng có bật điều hòa mà chị vẫn còn nóng thế á. Hay là chị bị cảm? Dung lắc đầu xua tay. Không phải cảm, không phải cảm đâu. Chỉ là mình vừa tập thể dục một chút đấy mà.
Nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ sáng, My cười. Vậy à? Chị Dung cũng chăm thật đấy. Chị em mình đi đánh răng rửa mặt rồi ra chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Hôm qua em thấy anh Thành nói cũng phải 9 giờ xe mới đến đón. Mà My không cần gọi mình là chị đâu. My đang học trung học phổ thông thì cũng bằng tuổi mình. Thực ra em chỉ bằng tuổi Vũ thôi. Chị hơn Vũ 1 tuổi thì em gọi chị là đúng rồi. Em có nghe Vũ nói chị đánh piano rất hay. Có dịp chị biểu diễn cho em nghe với nhá. Thật hả? Vũ nói với My như vậy à? My gật đầu. Vâng. Lần đầu tiên em đến bệnh viện thăm cậu ấy, khi em hỏi nguyên nhân khiến hai bàn tay của Vũ bị thương thì cậu ấy có kể về chị. Dung tắt nụ cười, miệng nói lí nhí. Là tại mình xin lỗi. Ôi chết, em không có ý gì đâu. Khi nhắc đến chị, Vũ không hề giận hay là trách. Với nữa, theo như lời Vũ thì chị cũng không cố ý. Mấy tay côn đồ kia mới thực sự là vấn đề. Mà thôi, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Em rất bất ngờ khi chị cũng sang Singapore. Nếu chị không chê, thì từ nay chúng ta là bạn nhé. Tất nhiên rồi, rất vui được làm bạn với My. Bữa sáng diễn ra trong không khí có phần ngượng ngùng đối với Dung. Ngồi đối diện Vũ mà Dung cũng không nói năng được câu nào. Có vẻ như Vũ cũng biết lý do là tại lúc sáng sớm cả hai vô tình nhìn thấy nhau. Thế cho nên Vũ cũng ăn vội rồi đứng lên, tránh làm Dung thêm ngại. 8 giờ 30 phút sáng, một chiếc ô tô 7 chỗ dừng đỗ ngay trước cổng nhà. A Ngưu cùng với Lý Cảnh đến theo đã hẹn. Gặp mọi người, A Ngưu vui mừng vì biết lát nữa tất cả sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng trước khi đi, Lý Cảnh vẫn phải kiểm tra hai bàn tay của Vũ, đắp thuốc mới, thay băng. Lý Cảnh nói với A Ngưu, tình hình vô cùng khả quan. Hôm nay không cần phải sắc thuốc uống nữa, ngày mai sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai. A Ngưu dịch lại cho bác sĩ Thành bằng tiếng Anh. Bác sĩ Thành hỏi, cụ thể là giai đoạn 2 sẽ làm những gì ạ? A Ngưu hỏi Lý Cảnh. Lý Cảnh trả lời, sẽ tiến hành ngâm hai bàn tay trong thảo dược kết hợp với châm cứu để khí huyết lưu thông, giúp cho các phần tổn thương nhanh chóng hồi phục. Các dây thần kinh cũng từ đó lấy lại chức năng một cách tốt nhất. Thời điểm khó khăn nhất đã qua, giờ chỉ cần kiên trì mỗi ngày là sẽ ổn thôi. Với thể trạng tốt như bây giờ của Tiểu Vũ, việc phục hồi sẽ còn diễn ra nhanh hơn người bình thường. Những ngày qua thăm khám cho Vũ, tôi phát hiện ra Vũ là một người có hoàng căn cốt. Điều này mang lại cho cậu ta một thể lực tuyệt vời, sức bền, sự dẻo dai, cộng thêm việc chăm chỉ tập luyện từ nhỏ. Nên việc phục hồi các tổn thương cũng như sự trao đổi chất sẽ nhanh hơn người bình thường. Ông nội tôi từng nói, người nào có hoàng căn cốt đều rất phi thường. Sau khi A Ngưu nói cho bác sĩ Thành nghe, bác sĩ Thành cũng không quá ngạc nhiên. Bởi mấy tháng ăn tập điều trị cho Vũ, bác sĩ Thành cũng phát hiện ra điều này. Chỉ là thuật ngữ sử dụng giữa Tây Y và Đông Y có chút khác biệt. Vũ hỏi, hoàng căn cốt là cái gì vậy hả anh? Nôm na đại ý thì em là một người có cơ địa vàng, hay có thể nói cấu trúc xương. Sự hấp thụ dinh dưỡng của các bộ phận nội tạng trong cơ thể của em rất tốt. Chính vì vậy bản thân em vốn dĩ đã miễn nhiễm được khá nhiều bệnh từ bên ngoài môi trường. Bên cạnh đó khi cơ thể bị tổn thương, em cũng phục hồi nhanh hơn người bình thường. Căn cốt ở đây cũng đồng nghĩa với cơ địa. Cái này cũng không hẳn là bẩm sinh. Nó như là di truyền và phát triển theo sự luyện tập bền bỉ. Không quá bất ngờ khi bố em là một võ sư nổi tiếng và em luôn nâng cao khả năng của bản thân trong suốt những năm qua. Chắc của ông Hùng cũng phải dữ dội lắm. Vũ hỏi, anh nói gì? Bố em làm sao? Bác sĩ Thành đứng trúng lảng. Không, ý anh là thể lực của bố em cũng phải dữ dội lắm. Trong đầu bác sĩ Thành nhớ lại tình huống lúc sáng rồi tự nhủ, chẳng lẽ hoàng căn cốt là cái của nợ đấy của nó cũng khủng khiếp thế hả trời? Lỡ nhìn thấy giờ nó cứ hiện ra trong đầu, thằng nhóc này phải chi mày bù cho anh một tí thì anh đâu có bị bù đá. Xong rồi đấy, giờ chúng ta có thể yên tâm đi chơi được rồi. Lý Cảnh nói sau khi băng bó cho Vũ xong. Đúng 9 giờ, A Ngưu, Lý Cảnh, Vũ, bác sĩ Thành cùng Dung và My lên xe ô tô thẳng tiến đến khu vực Kreta Aye với điểm đến là đường Smith, thiên đường ẩm thực.
Trên xe không chỉ Dung mà cả Lý Cảnh cũng rất háo hức. A Ngưu nói: xem ra cậu rất vui nhỉ? Lý Cảnh cười và đáp lại: tất nhiên rồi. Từ khi đến đây, hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi chơi mà. Lão Hổ nói: sau khi chữa lành cho Tiểu Vũ, ông ấy sẽ mở cho tôi một tiệm thuốc. Đến khi đó, tôi sẽ thực hiện được lời căn dặn của ông nội. A Ngưu hỏi: ông nội cậu căn dặn điều gì? Sau này hãy dùng y thuật của cháu cứu thật nhiều người. Ông nội tôi nói như thế. A Ngưu nở một nụ cười rạng rỡ: nếu vậy hãy để tôi giúp cậu một tay. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ xóa hết mình. Tại Việt Nam lúc này, đã 5 ngày trôi qua kể từ khi ông Hùng nhận được bức thư nạc danh. Mọi chuyện vẫn yên bình, nhưng chính sự yên bình này lại khiến cho ông Hùng thêm lo lắng. Đúng vào dịp công ty có thêm những hợp đồng làm ăn lớn, việc vợ chồng ông Hùng bận rộn hơn và lên kế hoạch đi công tác nhiều hơn trong thời gian sắp tới, khiến ông Hùng không mấy yên tâm về cậu con trai đang ở trên phố. Sáng hôm nay, sau khi gọi điện cho Vượng xem con trai đến trường có an toàn không, vợ chồng ông Hùng nói chuyện với nhau, bà Giang hỏi: vậy là ngày mai em sẽ đi Quảng Ninh một mình phải không? Ừ. Thời điểm này cần phải có một người nhà, em cố gắng nhé. Bà Giang tiếp: vâng, cũng không có gì, em chỉ lo cho anh và con thôi. Em đi còn có người trong công ty đi cùng, phía công an vẫn chưa có thông báo gì hả anh? Vẫn chưa. Tuy nói camera ghi lại được hình ảnh có người vứt lá thư trước cổng nhà chúng ta, thế nhưng không có biển số. Tên đó thì bịt mặt kín mít, nội dung thư cũng không có gì là đe dọa khủng bố, họ vẫn đang điều tra. Hay là mình bắt con ở nhà một thời gian hả anh? Ban đầu anh cũng nghĩ thế đấy, nhưng đó không phải là cách. Anh đang nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm thằng Hoàn. Muốn giải quyết dứt điểm, chỉ có cách gặp mặt nó trực tiếp một lần, không thể để tình trạng này kéo dài thêm được. Về phần con, anh đã nhờ một người bạn lái taxi trên phố. Hàng ngày con sẽ được đưa đón về tận nhà. Anh cũng nói chuyện với con, cho tới khi anh tìm được thằng Hoàn, con nó sẽ không ra khỏi nhà trừ lúc đi học. Như vậy, vừa đảm bảo được việc học, lại vừa an toàn cho con. Khu vực nhà bác Đan an ninh cũng tốt, nhà cũng có camera trước cổng, nếu nó bén mảng đến sẽ bị phát hiện ngay. Vậy thì em cũng yên tâm. Thế trong lúc em đi công tác, anh tự lo liệu việc công ty nhé. Cơm nước ở nhà chị An sẽ lo, anh nhớ đừng có bỏ bữa đấy. Em yên tâm, anh nhớ rồi. Trường Trung học Phổ thông chuyên thành phố, trước khi vào tiết thứ tư của buổi học sáng. Mọi người ơi, tiết thứ tư là tiết hóa. Như đầu tuần thầy giao bài, hôm nay là ngày phải trả bài cho thầy kiểm tra. Các bạn để hết bài tập ra đầu bàn, tớ sẽ đi thu lại. Lớp phó Ngân đứng trước lớp nói với mọi người. Từng bàn chuyển hết bài tập ra phía ngoài. Thấy Ngân đi thu có một mình, Vượng Tính đứng dậy giúp một tay thì Ngân nói: việc này thầy giao cho tớ, cậu không cần phải làm đâu. Dứt lời, Ngân giật lên mấy tập vở trên tay Vượng rồi tiếp tục đi xuống bên dưới. Thời gian gần đây Ngân cố tình xa lánh Vượng. Vượng cũng không biết lý do tại sao Ngân lại làm như vậy, mặc dù trước đó cả hai vẫn là bạn bè khá thân thiết. Sau hôm gặp Hân ở công viên nhà hát lớn, sáng hôm sau khi đến trường, Vượng gặp Ngân cười chào hỏi nhưng Ngân không đáp. Ngân lướt qua Vượng như là người xa lạ. Chiều hôm đó Vượng định sau khi chở Ngân về sẽ nói với Ngân về chuyện của mình và đi. Thế nhưng ngay khi trống trường vừa vang lên, Ngân đã đi cùng với một cô bạn thân ra khỏi lớp, không nói với Vượng dù chỉ một lời. Cứ như vậy cho tới tận hôm nay, Ngân luôn giữ khoảng cách với Vượng, cả hai không nói chuyện. Mà mỗi khi Vượng muốn nói, Ngân đều lảng tránh hoặc bỏ đi chỗ khác với bạn bè. Dần dần Vượng cũng không hiểu và cũng không bắt chuyện với Ngân nữa. Để tránh mọi người trong trường bàn tán, Vượng và Ly đều đồng ý khi ở trường cả hai sẽ không thể hiện tình cảm cũng như tiếp cận nói chuyện quá thân với nhau. Cả hai sẽ giữ kín mối quan hệ này. Vừa ngồi xuống, cậu bạn bên cạnh Vượng khẽ hỏi: sao thế? Cậu với lớp phó giận nhau à? Đợt này không thấy hai người đi cùng với nhau nữa. Có chuyện gì đấy? Tớ không biết. Tớ với cậu có chuyện gì đâu. Chắc là cậu bực mình,
chuyện gì đó thôi. Kệ đi. Bài tập làm ổn chưa? Thầy bảo bài này ai mà không làm được là thầy phạt đấy. Ôi dào, ngồi cạnh lớp trưởng lại còn là học sinh xuất sắc nhất khối, mấy cái bài đó mà còn không làm được thì thiên hạ nó cười trò. Mà mấy hôm nay sao toàn đi taxi về thế? Sang thế? Xe đạp bị hỏng à? Nhà tớ cũng cùng đường với nhà cậu. Có gì để tớ cho đi qua giang, đi taxi cho nó tốn kém ra. Thôi, không cần đâu. Tớ có chút việc riêng nên phải đi taxi, đừng có để ý. Vượng quay xuống mấy bàn dưới nhìn Ngân, bắt gặp Ngân cũng đang nhìn lên phía mình nghe ngóng. Thế nhưng thấy Vượng, Ngân vội quay đi. Chuyện cũ vừa qua thì chuyện mới đã tới. Tuy hiện giờ vẫn chưa có gì xảy ra, thế nhưng qua những việc mà bố mình đã làm, nhờ cả lái xe taxi đưa đón Vượng đi học, dặn dò Vượng không được đi đâu ra ngoài một mình, nhà bác Đan cũng lắp thêm camera ở cổng trước, tất cả những điều đó khiến Vượng cảm thấy được mức độ của sự việc này rất nghiêm trọng. Muốn vừa được đi học, vừa đảm bảo an toàn, không còn cách nào khác, Vượng đành phải nghe theo sự sắp xếp của bố mặc dù khá bất tiện. Vượng cũng tránh gặp Ly ở trường cũng như ở nhà với lý do cả hai phải tập trung vào việc đại diện cho trường đi thi đợt tới. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chị càng lúc lại càng rắc rối. Tan học, vẫn như mấy hôm trước, chiếc taxi đưa đón Vượng đã có mặt ở cổng trường. Thậm chí tài xế còn đứng ở trước cổng để chờ Vượng đi ra. Là một tài xế taxi, nhưng người này cũng là một võ sư trong giới võ thuật. Có điều trong các võ sư, không phải ai cũng có tài kinh doanh hay là may mắn làm ăn phát đạt như là vợ chồng ông Hùng. Thời đại càng phát triển, việc luyện võ, dạy võ cũng cứ thế mà mai một dần. Nhiều người phải chuyển nghề để kiếm kế sinh nhai, xe ôm, taxi, bảo vệ, phụ hồ, miễn là kiếm được tiền trang trải cuộc sống. Còn đam mê võ thuật chỉ đành biết xếp gọn vào một góc của quá khứ thôi. Vượng biết điều này là nhờ vào mấy ngày qua, hai chú cháu câu chuyện câu trò trên đường đưa đón tâm sự với nhau. Chú lái taxi này tên là Chuyên, quen biết với bố của Vượng qua những cuộc thi võ thuật trước đây. Lên xe, Vượng nói: "Chú Chuyên này, bố cháu có nói chú đưa đón cháu đến bao giờ không ạ?" "Cũng không rõ, chỉ biết bố cháu dặn, khi nào bố cháu bảo thôi thì mới thôi. Có vấn đề gì?" "Dạ không, chỉ là cháu thấy hơi bất tiện khi chú cứ phải đưa đón đi về thế này. Từ nhà bác Đan đến trường cũng có bao xa đâu ạ?" "Không có gì bất tiện cả. Chú làm việc này trước tiên là do bố cháu nhờ, sau đó là chú cũng được trả tiền công, chứ cũng không phải là làm không công. Và cái quan trọng nhất đó là phải đảm bảo an toàn cho cháu. Bố cháu có thể thuê bất cứ lái xe nào làm việc này, nhưng ông ấy nhờ chú, có nghĩa là ngoài việc đưa đón cháu thì bố cháu còn cần một người có thể ứng biến trong tình huống xấu. Cháu còn nhỏ, có thể cháu chưa hiểu hết được bố mình. Bố cháu từ trước đến giờ là người cẩn trọng, có thể nói cẩn trọng đến tỉ mỉ. Sự việc lần này chú nghĩ không đơn giản, cách tốt nhất là nên nghe theo lời bố mẹ." Đúng phong cách của một người luyện võ, ăn nói mạnh mẽ, đi thẳng vào trọng tâm và không kiêng dè, chú Chuyên rất nghiêm túc trong vấn đề đưa đón Vượng. Chắc hẳn bản thân chú Chuyên cũng cảm nhận được trách nhiệm mà ông Hùng nhờ cậy. Bởi thế chú Chuyên đưa Vượng tới tận cổng trường, luôn đón trước giờ tan học 15 phút, đợi ngay trước cổng. Về đến nhà, nhìn Vượng đi vào trong, chú Chuyên mới giờ đi. Vượng mở cửa xuống xe, chú Chuyên cũng bước xuống. Đứng bên ngoài cổng, chú Chuyên nói: "Chú biết thanh niên tuổi trẻ các cháu bây giờ không muốn bị kiểm soát, các cháu muốn tự do. Thời đại bây giờ không giống như thời bọn chú. Nhưng Vượng này, cho dù là thời buổi nào thì con cái vẫn luôn là tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Bậc làm cha mẹ như bọn chú, nếu phải đổi mạng cũng sẵn sàng đổ chính mạng của mình cho con cái được sống. Thế nên đừng trách hay khó chịu với bố mẹ cháu về chuyện này. Họ cũng chỉ muốn cháu được an toàn thôi." Vượng khẽ mỉm cười, cúi đầu Vượng đáp: "Dạ vâng, cháu hiểu mà. Chú yên tâm, từ nay về sau cháu sẽ không thắc mắc nữa. Chú về cẩn thận." "Vậy chú đi đây. Nếu cháu còn đi đâu thì cứ gọi điện, chú sẽ đến ngay. Nhớ là đừng có ra ngoài một mình." Chú Chuyên rời đi, bên trong nhà bác Đan bước ra: "Vượng về rồi hả? Vào nhà đi cháu, bác chuẩn bị cơm sẵn rồi đấy. Rửa mặt mũi tay chân xong ăn cho nó nóng. Chiều có phải đi học không cháu?"
Dạ, chiều nay cháu được nghỉ ạ. Ở nhà có vấn đề gì không ạ? Hai bác cháu đi vào trong nhà, bác Đan nói. Không, không có chuyện gì cả. Bác ngồi soi camera cả buổi sáng mà chẳng thấy ai lạ bén bảng đến đây. Sao tự nhiên lại thành ra thế này cơ chứ? Thầy trò người ta sau bao năm gặp lại bằng cái tình cái nghĩa đằng này. Vương khẽ cười trấn an bác Đan. Không sao đâu bác ạ. Cháu nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi bác cháu mình đi ăn cơm. Đúng là không có người lạ đến gần nhà bác Đan. Thế nhưng những gì ông Hùng lo lắng hoàn toàn có cơ sở. Có lẽ ông Hùng quá hiểu tính cách của Hoàn, nên ngay khi nhận được bức thư và tìm hiểu được nguyên nhân Hoàn xuất hiện, lập tức ông Hùng đoán Hoàn sẽ nhắm vào cậu con trai của mình. Trước đó Hoàn chưa ra tay là bởi hắn còn bận tìm hiểu về công ty cũng như gia đình ông Hùng. Sau lần đột nhập vào công ty thất bại, Hoàn chuyển hướng sang tấn công gia đình ông Hùng. Một mặt hắn âm thầm điều tra từng người trong nhà ông Hùng, biết được hai cậu con trai của ông Hùng, một đứa đã sang nước ngoài, còn một đứa theo học ở trường trên trung tâm thành phố. Sau khi gửi thư nạc danh, Hoàn muốn gia đình ông Hùng phải sống trong sự lo lắng, sợ hãi. Thế nhưng Hoàn không nghĩ được rằng vợ chồng ông Hùng vẫn tỏ ra bình thường trong công việc, thậm chí còn để con trai tiếp tục đi học. Điều này khiến Hoàn phát điên khi hắn cho rằng mình đang bị coi thường. Tại phòng trọ dành cho công nhân của khu công nghiệp AD. Rồi bọn mày sẽ phải trả giá. Uống cạn chén rượu, Hoàn nghiến răng nói một mình. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, người gọi đến là một trong số đàn em của Hoàn. Alo, có gì mới không? Hoàn hỏi. Đầu dây bên kia tên đàn em đáp. Vẫn thế thưa đại ca, thằng nhóc đó được đưa đón bằng taxi. Không có cách nào tiếp cận được nó. Có vẻ như bọn chúng nó biết được ý định của đại ca rồi đấy. Hoàn cười. Tất nhiên, mày nghĩ lão ta chỉ là một thằng võ biền ngu si, không có đầu óc như chúng mày. Ngay từ đầu là tao cũng biết sẽ không dễ dàng động được vào con trai lão. Nhưng như vậy là đúng với ý của tao rồi. Nói với cả bọn, ngày mai tao sẽ giao việc. Tạm thời bảo anh em lui về nghỉ ngơi đi, để sức cho ngày mai. Singapore. Lúc này nhóm của Vũ bao gồm bác sĩ Thành, My, Dung và A Ngưu, Lý Cảnh đang cùng nhau dạo phố rất vui vẻ. Trên tay họ là những món ăn đường phố mang thương hiệu Con Đường Smith, nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực của Singapore. Món này thực sự là rất ngon. Họ đã tẩm ướp bằng những gia vị gì thế nhỉ? Dung cầm cái cánh gà nướng có màu nâu vàng đưa lên nhìn thật kỹ. Cắn một miếng, lớp da bên ngoài chiếc cánh gà khá giòn và thơm lừng, có hương vị ngọt dịu hòa cùng với những loại gia vị khác, tạo nên một hương vị vô cùng đặc trưng. Vừa nhai, Dung vừa hỏi My. My ơi, ban nãy My nói tên của món này là cái gì? Là cánh gà nướng chom chom chị ạ. Hồi mới sang em cũng thích món này lắm, nhưng quả thật ăn ở trong Chinatown ngon hơn so với bên ngoài. Không biết ở Việt Nam có chỗ nào bán không nhở? Mình nghiện ăn cái món này mất rồi. Mà nếu có bán, chắc cũng chẳng ngon được như ở đây. Mua được một lúc rồi mà giờ ăn cái lớp da cánh gà nó vẫn còn giòn giòn đây này. Tài thật đấy, lại còn giữ được độ nóng nữa chứ. Thấy những người bạn Việt Nam rất thích thú với món ăn, A Ngưu hỏi bác sĩ Thành các bạn trẻ có cảm nhận như thế nào. Bác sĩ Thành nói thắc mắc của Dung cho A Ngưu nghe. A Ngưu cười rồi giải thích cho bác sĩ Thành hiểu, để bác sĩ Thành dịch lại cho Dung. Làm được như vậy là có bí quyết cả đấy, bác sĩ Thành nói với Dung. Dung hỏi, bí quyết là cái gì vậy anh? Để giữ được độ giòn của lớp da cũng như giữ được độ nóng lâu hơn cho món ăn, sau khi nướng chín, họ sẽ quét thêm một lớp mạch nha đã được trộn cùng với mật ong trước đó lên cánh gà. Nướng thêm một chút nữa, lớp mạch nha và mật ong sẽ khô lại, tăng hương vị của món ăn, đồng thời sẽ giữ nóng món ăn được lâu hơn. Ngoài ra khi ăn sẽ tạo được độ giòn. À, em hiểu rồi. Lớp mạch nha và mật ong bên ngoài sẽ giữ được độ nóng bên trong, cắn và giòn rụm cũng là nhờ cái lớp vỏ này. Ngoài ra mật ong kết hợp với cánh gà nướng cho hương vị tuyệt hảo.
không đơn giản một chút nào, đúng là tinh hoa ẩm thực. Mọi người ai cũng tươi cười. Không thấy Lý Cảnh đâu, bác sĩ Thành hỏi A Ngưu. Ủa, Lý Cảnh đâu rồi? A Ngưu chỉ tay về phía trước và đáp. Cậu ta đằng kia kìa, đang ăn món gà tiêm thuốc bắc thì phải. Khi nãy cậu nói ngửi thấy mùi thuốc bắc nên đến đó rồi. Mà sao quán đó đông thế nhỉ? Chúng ta lại đấy xem đi. Cả bọn gật đầu rồi cùng tiến về phía sạp hàng trên vỉa hè, nơi có bán món gà tiềm thuốc bắc. Khá đông người đang xếp hàng, nhưng có vẻ như những người này không hẳn xếp hàng để mua gà tiềm. Họ đang đứng xem một cái gì đó thì đúng hơn. Đến nơi cả đám tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên khi người đang đứng trong sạp bán hàng để cắt những miếng gà tiềm thuốc bắc vào cốc giấy cho thực khách, không ai khác chính là Lý Cảnh. Đôi tay nhanh thoăn thoắt, trước mặt Lý Cảnh là những hộp gia vị của món ăn. Rất nhiều gia vị, thế nhưng có vẻ như điều này không làm khó được Lý Cảnh, khi anh ta chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là gia vị loại nào. Đưa phần ăn mình vừa làm xong cho thực khách, Lý Cảnh tươi cười và nói, các vị ăn thử xem sao, mời. Cặp nam nữ nhận lấy phần gà tiềm, trong khi trên tay họ đã cầm một phần khác từ trước. Cô gái đưa miếng gà lên miệng thổi thổi rồi cắn nhẹ. Chưa nói gì, cô ta tiếp tục ăn miếng thứ hai. Vừa ăn vừa tròn mắt kinh ngạc, cộng với đó là biểu cảm thoảng thốt. Đưa tay lên làm dấu like, cô ta nói, ngon lắm, phải nói là rất ngon. Hương vị á, khác hẳn so với ban nãy. Người bạn trai của cô ta không tin, bởi vì hai phần gà tiềm đều được mua từ một chỗ. Nhưng sau khi ăn thử miếng gà, húp nước gà tiềm từ phần gà của Lý Cảnh, người này cũng gật đầu lia lịa, đồng ý với nhận xét của bạn gái. Không chỉ thế, để cho công tâm, cả hai bọn họ đều ăn lại phần gà đã mua của chủ quán trước đó. Cô gái nhìn chủ quán và cười. Là một khách quen của quán lâu năm, nhưng thật sự phần gà anh ta làm ngon hơn ông chủ, rất đậm đà. Ăn vào có cảm giác như là tất cả thành phần nguyên liệu đều được gia tăng hương vị lên một tầm cao mới vậy. Chủ quán đáp ứng. Thật vậy á? Sao có thể chứ? Tất cả nguyên liệu cũng như gia vị đều là của quán tôi. Cậu tặng nêm nếm y chang những gia vị có sẵn của tôi, làm sao mà lại khác biệt nhiều thế? Tôi không tin. Gia đình tôi làm món này tính đến nay đã là 3 đời rồi, không thể như thế được. Cô gái mỉm cười đưa cho chủ quán phần gà mà Lý Cảnh vừa làm. Cô ta tiếp. Ông chủ, ông tự mình ăn xem sao. Chủ quán gà tiềm dùng đũa gắp một miếng gà đưa lên miệng ăn thử. Ăn hết miếng gà, đặt đũa xuống bàn, mắt nhìn chăm chăm vào phần gà tiềm Lý Cảnh vừa làm. Chủ quán đứng nghiêm, cúi gập người trước Lý Cảnh, miệng khẽ nói. Tôi thua rồi, cậu đã thắng. Lý Cảnh vội đỡ chủ quán đứng thẳng lên. Lý Cảnh gãi đầu đáp. Ê chết, đại thúc đừng có làm như vậy. Tôi không cố ý phân tranh thắng thua với đại thúc. Tôi chỉ là một thực khách qua đường thôi. Món gà này của đại thúc vốn dĩ đã rất ngon, chỉ là có một số loại gia vị cần phải bỏ theo trình tự trước sau. Vì nguyên liệu sử dụng trong món này chủ đạo đều là từ các vị thuốc, thế cho nên có những vị cần phải bỏ trước vị này, bỏ sau vị kia. Như thế mới tạo được công dụng bổ trợ, là món ăn thơm ngon đậm đà mà cũng tốt hơn cho sức khỏe. Chủ quán gà tiềm nghe Lý Cảnh nói thì lập tức quỳ xuống, khấu đầu trước Lý Cảnh, ông ta cầu xin. Cao nhân, cậu ắt hẳn là cao nhân. Trương quý tôi hôm nay xin quỳ gối dập đầu trước cậu. Tôi sẵn sàng từ bỏ tự trọng cũng như sĩ diện mấy chục năm qua của mình để thỉnh cầu. Cậu chỉ dạy cho tôi. Làm ơn hãy dạy cho tôi xin cậu. Lý Cảnh ngơ ngác, giật mình vội kéo ông chủ quán gà tiềm đứng dậy. Thế nhưng trước mặt bao nhiêu người đang nhìn, ông ta nhất quyết không chịu đứng lên nếu Lý Cảnh không đồng ý chỉ dạy. Không còn cách nào khác, Lý Cảnh nói. Được rồi đại thúc, tôi đồng ý. Nhưng trước tiên, đại thúc phải đứng lên đã. Làm như này thực sự không ổn, cứ đứng lên rồi nói chuyện. Chủ quán gà tiềm vừa đáp. Nói vậy là cậu đồng ý rồi phải không? Sư phụ, hãy để tôi được gọi cậu là sư phụ. Lý Cảnh cười ngựa, mặt đỏ bừng khi tất cả những ai đang có mặt trước sạp hàng đều vỗ tay khen ngợi. Họ khen vì món ăn, vì cả tinh thần ham học hỏi của chủ quán, đồng thời ngưỡng mộ tài năng của Lý Cảnh. Lý Cảnh nói với Trương Quý, chủ quán gà tiềm. Ở đây có cả thảy là 16 loại gia vị.
cộng với đó là những thảo dược mà ông chủ đã sử dụng trong khi tiêm gà. Tôi sẽ ghi lại công thức của từng loại, thời gian nêm nếm, loại nào bỏ trước, loại nào bỏ sau cho ông chủ. Ông chủ không cần phải gọi tôi là sư phụ hay là cái gì cả. Thực ra, ngay từ khi ngửi thấy mùi thơm từ sạp gà tiềm của ông, là tôi đã biết các nguyên liệu ông sử dụng đều là nguyên liệu tốt. Thế nên, tôi mới đến để tôi ăn thử. Không hổ danh là món ăn truyền đời, tôi chỉ giúp ông chủ một chút xíu trong việc gia tăng hương vị mà thôi. Mong rằng, với sự góp sức nhỏ bé này, ông chủ sẽ làm ra một món gà tiềm ngon lành, bổ dưỡng nhất cho tất cả thực khách. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, chủ quán Trương Quý cảm động rơm rớm nước mắt. Ông ta nói với tất cả mọi người: hôm nay được gặp cao nhân, có thể nói sạp gà tiềm gia truyền của gia đình tôi được sang một trang mới, giống như ngày khai trương vậy. Thế cho nên tôi sẽ miễn phí toàn bộ gà tiềm của sạp ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người, được cao nhân chỉ dạy. Trương Quý tôi chắc chắn sẽ nâng tầm món gà tiềm, mong bà con ủng hộ ạ. Hoan hô! Hoan hô ông chủ! Hoan hô! Ở một góc cách đó không xa, xem ra bà cháu ta đã lo lắng hơi thừa rồi. Thằng nhóc này thích nghi nhanh hơn ta tưởng. Không hổ danh là con cháu của Lý gia, đi đến đâu đều gây tiếng vang đến đấy. Đám người Bạch Hầu không xấu xa như ta nghĩ. Chúng ta đi thôi Hoa Hoa. Nhưng Hoa Hoa vẫn cố nán lại, nhìn thêm một chút. Lý Bạch Khỏe nói tiếp: bây giờ chưa phải thời điểm cháu gặp cậu ta, đi thôi nào. Vâng, thưa bà. Sáng sớm ngày hôm sau, để chuẩn bị cho chuyến đi công tác bên Quảng Ninh, vợ chồng bà Giang dậy khá sớm. Anh ở nhà, có gì bình tĩnh giải quyết, đừng nóng vội nhé, bà Giang nói với chồng. Ông Hùng gật đầu: được rồi, em cứ yên tâm mà đi lo công việc, mọi chuyện nhà đã có anh lo. Mặc dù chồng nói vậy, nhưng bà Giang là người rất hiểu chồng mình. Thực sự trong thời gian này, bà không muốn đi đâu. Thế nhưng phía đối tác của dự án chung cư bên Quảng Ninh muốn gặp trực tiếp giám đốc công ty để bàn bạc, sau đó thì mới thảo luận để ký hợp đồng. Đây là một dự án lớn, nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc. Dù sao chuyện gia đình cũng không thể để ảnh hưởng đến công ty. Chính vì vậy, dù còn hơi lấn cấn, lo lắng, nhưng bà Giang vẫn phải đi. Khoảng 7 giờ sáng, xe công ty đến đón trước cổng nhà. Ông Hùng tiễn vợ ra tận nơi. Trong chuyến đi này còn có 3 cán bộ nữa của công ty, nên ông Hùng cũng phần nào yên tâm hơn. Sau khi tiễn vợ, ông Hùng chuẩn bị đến công ty, bác An nói: chú ăn sáng xong hãy đi làm, tôi nấu rồi đây. Thôi, chị ăn đi, giờ tôi cũng phải đi có việc. À, chị ở nhà nhớ đóng cổng, đóng cửa cẩn thận nhé. Nếu như có ai lạ mặt đến tìm, thì phải gọi điện báo cho tôi biết ngay. Bác An gật đầu, ông Hùng đánh xe ra khỏi nhà. Bác An đang khóa cổng thì bên ngoài có người đạp xe đạp, phía sau chở 2 mẹt ổi, vừa đi vừa giao: ai mua ổi không? Ổi lê ngon ngọt, vỏ mỏng, cui giòn đây. Bác ơi, mua em cân ổi, quả to mà đẹp lắm, ổi lê ở Hưng Yên ấy, mua một ít thắp hương đi bác. Người đàn ông đổi cái mũ xìa dừng đạp xe ngay trước cổng nhà ông Hùng và gọi với vào trong. Bác An lắc đầu: thôi, không mua đâu. Nhìn héo hết cả lá thế kia thì cũng hái lâu rồi. Muốn mua, ra chợ mua cho nó tươi. Mua giúp em một cân, em để rẻ cho, 30 thôi. Đảm bảo ngon ngọt, không ngon em để tiền gấp đôi. Người bán ổi này nè, bác An vẫn giữ vững lập trường là không mua. Khóa xong cổng, bác An đi vào trong nhà. Bên ngoài đường tiếng giao ổi lại vang lên. Đạp xe đến một đoạn đường vắng, tay bán ổi mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy, gã nhếch mép cười: đại ca tính như thần ý. Lúc 7 giờ sáng còn vợ hắn lên xe ô tô cùng với mấy người nữa. Còn vừa rồi hắn cũng đánh xe đi đâu ý? Chắc là đến công ty. Chỉ có điều con mụ ô xin có vẻ khá cẩn trọng, chủ vừa ra ngoài lập tức khóa cổng luôn. Bây giờ em phải làm gì ở đây ca? Người mà hắn đang nói chuyện chính là Hoàn. Đầu dây bên kia, Hoàn đáp: được rồi, tạm thời đừng có lảng vảng quanh đấy nữa, tránh gây nghi ngờ. Mày đến điểm hẹn hội quân với chúng nó, mọi thứ tao đều sắp xếp hết cả. Chúng mày chỉ cần làm theo đúng kế hoạch là được. Trò vui ý, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 31 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được phát trực tiếp trên kênh YouTube Gác Truyện, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.